Hát cao cổ nghĩa đến quẹt tiếng chương trình và tiếng tám người giật hình. Quang Minh cùng siêu phát quan tổng cấp như loại này đẹp nhất chẳng. Sắc bớt Tây Phương khứ trừ bơm xin mời tôn thất. Sắc bớt Bắc Phương khứ trừ bơm xin mời tôn thất. Sắc bớt Trung Phương khứ trừ bơm xin mời tôn thất. Độ cho Quang Minh cùng siêu phát quan tổng phạt thuế, phạt thuế, phạt thuế. Các em ở ngoài đời kèm chống lên Việt ơi.
Vâng, các bác là con cháu ra cả ngoài sân để làm lại phục hồn cho cụ nào. Vâng, các bác thính tâm giờ phút này làm lễ nhập quan cho cụ đã xong, các bác ra cả ngoài sân để làm lễ phục hồn. Mời các anh các chị ra cả ngoài sân nhé. Vâng, các bác là con cháu của cụ, các bác ra cả ngoài sân này. Vâng, kính thưa băng linh cụ là Nguyễn Văn Dị, vừa rồi thầy đã làm lễ phát tang, lễ Phật độc nhập quan cho cụ đã xong, giờ chuyển sang phần tiếp theo là làm lễ phục hồn. Sau khi làm lễ phục hồn chúc thân cơm canh cho cụ xong thì các bác giải lao, có khách về thăm viếng để bàn rồi kèm chồng con khách thăm viếng. Các bác là con gái con dâu, các bác ra cả ngoài này đi, các bác ra cả ngoài này làm lễ cho cụ. Một cháu ngoài sới cho hai nương cơm vơi. Toàn gia cúc cung vong linh cổ nhị bái. Tất cả các bác anh em con cháu đứng gần vào trong này chấp tay lễ hai lễ. Các bác là con gọi hai lần ba hồn bảy vía cha đâu cha về. Tất cả các bác là con, các bác gọi cụ đi.